Cho Son và Maxi. Một trận đấu cũng chơi được. Chỉ là mình không chơi được P thôi. Chém như ý Maxi rất khó để phù. Cái gỗ đầu cũng khá gần trong trận này. Hiêu đầu đây rồi. Nhìn qua là một bầy hiêu to. Bóng thì đẹp nhưng lại ra min. Min của cái bóng này. Bài đấy lượng gỗ mình cũng không nhiều. Sao chuyển họ lên sớm như vậy thì cũng khó mà công ca được. Còn giò mình sang T cũng đã ở nhà rồi. Có quả phụ luôn. Thiếu một tí ti đồ ăn nữa. Vẫn mở 1080 mà lại mở. Tôi thấy có gì hơi sai sai rồi đấy. Vâng, bác này nói nghe cũng hơi vô lý. Cùng chất lượng 1080 mà sao lại một bên mờ một bên nét là thế nào? Trận chung kết trong trận đấu đầu tiên vẫn đang tương đối là căng thẳng. Vẫn đang rất tập trung ở trong trận thi đấu quan trọng này. Và rất mong là anh em có thể cổ vũ bằng cách là một like và một share về trang cá nhân. Trang cá nhân nha anh em. Và anh em nào mà share lên nhóm thì ở mỗi nhóm anh em đổi tiêu đề thì sẽ không bị chặn chặn like và share. Kích nào. Ok, sẽ là một trận đấu đánh chém. Đương nhiên là bên kia thì cả Maxi sẽ dò rộng hơn mình. Điểm của Chip Boy cũng đã nhảy.
họ lên sớm hơn mình một chút. Bãi vàng này nhìn thì hơi khó bo. Vẫn chưa thấy nhà đội bạn ở đâu cả. Và những ngày hôm nay anh đang đi dò là hơi đen. Bảo tôi là dưới góc 6 giờ thì cũng chịu đấy. Đúng là 6 giờ luôn. Thế nhà cũng đã khung rồi. Bạn đẹp thế à? Bên ngoài còn dân ăn quả. Họ mới chỉ có công thôi chứ có giáp. Cái này chúng ta vẫn đấu được. Hay. Nhanh lên nhanh lên. Phải vũ bão trận này. Có một con dân đang chặt gỗ này. Biết rồi. Nhạy cảm thế nhở. Thấy có gì đấy nguy hiểm đấy. Chuyển A luôn kìa. Rất khó chịu. Sao họ lại biết được nhỉ? Một tấn giò rất nhạy cảm đến từ chị bò. Xong. Này, cố gắng đi vậy. Bò được mặt bên trong rồi. Giò tơn đóng y rất là khó chịu đến từ chị bò. Chúng ta không công được sớm. Rất đáng tiếc trong trận thi đấu này.